Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Sức Khỏe Tự Nhiên. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số nội dung đáng chú ý sau. 1. Dùng đinh lăng kiểu này không khác gì uống thuốc độc. 2. 7 thời điểm tắm gây chết đột tử. 3. Loại quả xấu xí nhiều gai, khắc tinh của đột quỵ. Sau đây là những thông tin chi tiết. Phần 1. Dùng đinh lăng kiểu này không khác gì uống thuốc độc. Thưa quý vị và các bạn, đinh lăng là loại cây quen thuộc, thường được dùng làm gia vị hay làm thuốc. Tuy được đánh giá là tốt cho sức khỏe, nhưng trong cây đinh lăng có một số chất nếu sử dụng không hợp lý có thể gây hại cho sức khỏe. Thứ nhất, lạm dụng thuốc có rễ đinh lăng. Trong rễ cây đinh lăng có chứa chất alkaloid, nếu dùng nhiều sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt. Dùng liều cao có thể gây say thuốc, mệt mỏi, nôn mửa và tiêu chảy. Nếu tình trạng này không được can thiệp kịp thời, có thể gây nguy hiểm cho tính mạng. Thứ hai, uống quá nhiều rượu ngâm đinh lăng. Một số người uống quá nhiều rượu ngâm đinh lăng sẽ bị say, mệt mỏi, tiêu chảy. Nguyên nhân là do trong rễ cây đinh lăng có thành phần saponin. Chất saponin có khả năng tán huyết, đánh vỡ các hồng cầu trong cơ thể. Cho nên, uống rượu đinh lăng chỉ nên giới hạn dùng 3-4 ly trên một lần uống. Thứ ba, sử dụng nước lá đinh lăng thay nước. Trong lá của cây đinh lăng cũng chứa nhiều chất saponin, có thể gây rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy ở những người mắc hội chứng ruột kích thích và thậm chí là gây phá hủy hồng cầu. Vì vậy, không nên uống nước lá đinh lăng hàng ngày thay cho nước lọc vì có thể gây ngộ độc. Thứ tư, ngâm rễ đinh lăng quá nhiều tuổi. Rễ cây đinh lăng lâu năm không có tác dụng chữa bách bệnh như nhiều người đồn đoán. Thời điểm dùng tốt nhất là cây được trồng từ 5 đến 10 năm tuổi. Vì theo nguyên lý tự nhiên, những cây quá lâu năm có thể không còn tốt bởi các chất trong rễ cây đã bị lão hóa, không còn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Theo y học cổ truyền, từ lá, thân, cành, rễ của cây đinh lăng đều có tác dụng chữa bệnh rất tuyệt vời, đặc biệt với những ai thường xuyên bị ho do hen suyễn. Bằng cách dùng rễ cây đinh lăng, nghệ vàng, ít bộ, đậu xăng, rễ cây dâu, rau tầm dày lá mỗi vị, củ xương bồ, gừng khô sắc uống trong ngày. Nếu bị chứng mất ngủ kéo dài, tinh thần uể oải và thiếu tập trung, hãy dùng lá đinh lăng, tan diệp, lá vong, tâm sen, liên nhục, sau đó sắc lấy nước uống. Phụ nữ sau khi sinh, người ốm dậy nên dùng lá đinh lăng nấu canh với thịt cá để bồi bổ, có tác dụng gần giống như nhân sâm. Thực hiện bài thuốc này, bạn dùng khoảng 200g lá đinh lăng rửa sạch. Khi canh thịt nấu sôi, cho đinh lăng đun vừa chín tới, ăn nóng, giúp cơ thể sảng khoái, đẩy các độc tố ra ngoài. Như vậy, sử dụng đinh lăng để chữa bệnh thì nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ để sử dụng đúng cách, đúng liều lượng thì cải thiện tình trạng bệnh. Còn nếu lạm dụng quá mức sẽ là liều gây độc, làm hại cơ thể. Tiếp tục chương trình là những nội dung khác. Phần 2. 7 thời điểm tắm gây chết đột tử. Thưa quý vị, với nhiều người, tắm là một trong những phương pháp giúp giải tỏa những mệt mỏi của cơ thể sau một ngày dài làm việc. Còn một số người thì coi tắm như cách để giải nhiệt cơ thể. Tuy nhiên, ít người biết rằng không phải thời điểm nào chúng ta cũng có thể tắm được, và nếu không cẩn thận sẽ tự chuốc họa vào thân. Mời quý vị cùng Sức Khỏe Tự Nhiên tìm hiểu những thời điểm không nên tắm. Thứ nhất là vào ban đêm. Tắm vào ban đêm giúp bụi bẩn được rửa trôi, duy trì làn da khỏe mạnh, giảm mụn, nếp nhăn và chống lão hóa.
Tuy nhiên, vào đêm khuya, nhiệt độ hạ xuống, cùng với nhiệt độ, nước tắm không phù hợp, khiến cơ thể tự điều chỉnh bằng cách co mạch hoặc giãn mạch để giữ nhiệt hoặc thoát nhiệt. Mạch máu não bị co lại quá đột ngột có thể gây đột quỵ do nhồi máu não. Thứ hai, khi cơ thể đang bị sốt. Khi nhiệt độ tăng lên 38 độ C, mức tiêu thụ calo của cơ thể có thể tăng lên 20%, đồng thời cơ thể tương đối yếu. Lúc này, việc tắm có thể gây cảm lạnh khiến tình trạng sức khỏe và cơn sốt trở nên trầm trọng hơn. Do sức đề kháng yếu, cảm lạnh là một dạng bệnh nhiễm trùng với một tập hợp các triệu chứng như ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi và sốt. Khi bị cảm lạnh thông thường là một loại bệnh nhẹ và có thể tự khỏi sau vài ngày và không cần điều trị. Tuy nhiên, trên thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp bị biến chứng nghiêm trọng, thậm chí là chết người do virus cảm lạnh. Thứ ba là tắm sau khi ăn no. Sau khi ăn no, bạn không nên đi tắm ngay, vì như vậy da và mạch máu sẽ bị kích thích và mở rộng hơn, khiến máu chảy ở các bề mặt cơ thể, gây cản trở quá trình lưu thông máu đến các cơ quan tiêu hóa, vừa hại dạ dày, đường ruột, vừa gây hại đường huyết. Ngoài ra, không nên tắm khi đói, vì lượng đường huyết của cơ thể ở mức thấp nhất, không thể đáp ứng được việc tiêu hao nhiệt lượng cần thiết trong quá trình tắm. Nếu chúng ta vệ sinh cơ thể ở thời điểm này, có thể gây hạ đường huyết, thậm chí ngất xỉu. Thứ tư, không nên tắm sau khi uống rượu bia. Khi uống rượu, bia, đường huyết không được bổ sung kịp thời, chất còn trong rượu gây ức chế hoạt động của gan, cản trở giải phóng hợp đường. Nếu chúng ta tắm, lượng đường trong cơ thể tiêu hao nhanh, dễ gây chóng mặt, hoa mắt, mất sức, thậm chí dẫn tới hôn mê. Nếu chúng ta tắm, nước làm nhiệt độ cơ thể thay đổi đột ngột, khiến các mạch máu và huyết quản co vào, dễ gây cảm lạnh. Nguy hiểm hơn, mạch máu não giãn nở không kịp thích ứng với môi trường. Nhiệt thay đổi đột ngột có thể dẫn tới vỡ, đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Thứ năm, ngay sau khi chơi thể thao. Sau khi chơi thể thao, cơ thể đang ra nhiều mồ hôi nên nhiệt độ nước có thể làm chúng ta choáng váng, thiếu máu não, thậm chí còn dẫn đến tình trạng đau tim, ngất xỉu. Cụ thể, tắm nước lạnh khi vừa tập thể thao khiến cơ thể thay đổi nhiệt độ đột ngột, từ đó gây co mạch, tạo cục máu đông, dẫn đến đột quỵ. Các bác sĩ khuyến cáo nên tắm bằng nước ấm sau khi chơi thể thao 30 phút, khi cơ thể đã ráo mồ hôi. Lưu ý, bạn nên tắm theo trình tự từ chân lên đầu, tránh trường hợp bị sốc nhiệt. Thứ sáu, không tắm khi vừa đi ra ngoài trời nắng về. Cơ thể con người có khả năng thích nghi tốt nhất trong khoảng từ 20 đến 30 độ C. Nếu ngưỡng nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng, cơ thể sẽ không thể điều chỉnh kịp, gây ra các bệnh lý từ nhẹ đến nặng. Do đó, khi vừa đi ngoài trời nắng về, chúng ta tắm ngay sẽ khiến cơ thể bị thay đổi nhiệt độ liên tục, không tốt cho sức khỏe. Khi cơ thể toát mồ hôi và tỏa nhiệt, làm tắc nghẽn lỗ chân lông, mồ hôi không thoát được ra ngoài, làm giảm thân nhiệt, dễ gây cảm lạnh. Thứ bảy, không nên tắm khi đang bị tụt huyết áp. Khi bị huyết áp thấp, nhiều người nghĩ ngay đến việc tắm nước nóng để giúp cơ thể thoải mái hơn, nhưng điều này vô cùng nguy hiểm. Nước nóng có thể khiến các mạch máu của con người giãn ra, dễ gây thiếu máu lên não, khiến cơ thể càng mệt mỏi, chóng mặt hơn. Tốt nhất là khi bị tụt huyết áp, bạn nên nghỉ ngơi trước khi tắm. Vừa rồi là 7 thời điểm chúng ta không nên tắm vì có thể gây nguy hại cho sức khỏe. Quý vị hãy lưu ý để bảo vệ cơ thể của mình được tốt hơn. Sau đây là nội dung khác. Phần 3. Loại quả xấu xí nhiều gai, khắc tinh của đột quỵ. Thưa quý vị và các bạn, mít là một trong những loại trái cây ngon, dễ ăn. Ăn mít thường xuyên với một lượng vừa phải sẽ giúp bổ sung cho cơ thể nguồn dinh dưỡng dồi dào, có tác dụng hỗ trợ sức khỏe và phòng bệnh, trong đó có phòng bệnh đột quỵ. Quả mít rất giàu kali,
Trong 100g mít có khoảng 300mg kali, trong khi kali là một khoáng chất và chất điện giải thiết yếu, đóng một vai trò quan trọng trong nhiều chức năng của cơ thể, bao gồm điều hòa nhịp tim và huyết áp, dẫn truyền thần kinh thích hợp. Chính nhờ giàu kali nên mít giúp duy trì huyết áp ở mức bình thường, phòng ngừa đau tim và đột quỵ. Ngoài ra, mít giàu vitamin C và đường tự nhiên giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện chức năng của các tế bào thực bào, tốt cho hệ miễn dịch, điều hòa hệ tiêu hóa, giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Mít vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe, ngọt mà không gây béo. Nhưng nếu mắc phải những sai lầm khi ăn mít, bạn sẽ đối mặt với hiểm họa khôn lường. Ăn mít khi đang đói. Hàm lượng đường trong mít rất cao, nếu ăn vào lúc đói có thể gây tăng đường huyết đột ngột, khiến ho mắt, chóng mặt, đồng thời gây hại dạ dày, dẫn đến các chứng đầy bụng, khó tiêu, dễ gây bệnh dạ dày. Phụ nữ mang thai. Nếu bạn đang mang thai thì không nên ăn nhiều mít. Nếu bạn muốn ăn, chỉ nên ăn khoảng 3 đến 4 muỗng mà thôi. Bởi mít gây nóng trong, không tốt với mẹ bầu, dễ làm cho mẹ bầu cảm thấy đầy bụng, khó chịu, rối loạn tiêu hóa. Ngoài ra, với những nam giới đang muốn sinh con thì không nên ăn nhiều mít, sẽ làm giảm bớt ham muốn của đàn ông. Ăn quá nhiều mít có thể gây hại cho sức khỏe của bạn, bởi mít gây nóng trong người, đầy bụng và dễ gây mụn nhọt, lở loét cho bạn. Vì vậy, một trong những nguyên tắc hàng đầu của việc ăn mít là không nên ăn nhiều mít cùng lúc. Mỗi lần ăn mít, bạn chỉ nên ăn từ 80 đến 100g mít tươi, tương đương 4 đến 5 muỗng, để không gây nóng gan thận, ảnh hưởng tới sức khỏe. Ăn mít trước khi đi ngủ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì bạn chỉ nên ăn mít sau 1 đến 2 giờ sau khi ăn bữa chính và không nên ăn vào bữa tối. Nếu bạn ăn buổi tối, do mít chứa hàm lượng đường cao sẽ khiến cơ thể bị đầy bụng, khó tiêu, ảnh hưởng tới giấc ngủ của bạn. Bên cạnh đó, khi bạn ăn mít vào bữa tối là lúc cơ thể cần nghỉ ngơi, nên việc tiêu hóa gặp chút khó khăn, khiến bạn ngủ dậy vào sáng hôm sau vẫn cảm thấy mệt mỏi không tỉnh táo. Ngoài ra, một số nhóm người sau không nên ăn mít, bao gồm người bị gan nhiễm mỡ, tiểu đường, suy thận mãn tính, người bị suy nhược, sức khỏe yếu, cần thận trọng khi ăn mít. Người bị tiểu đường và gan nhiễm mỡ cần tuyệt đối kiêng mít. Trẻ em bị mụn nhọt, rôm sảy cũng hạn chế không nên ăn do lượng đường trong máu cao, thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh ngoài da phát triển như liên cầu, tụ cầu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Để tương tác cùng chương trình, các bạn đừng quên đăng ký, để lại bình luận và chia sẻ video cho mọi người cùng biết. Còn bây giờ, Sức Khỏe Tự Nhiên xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.